tỷ kheo không được ngắt cọng cỏ. Vậy tức là tỷ kheo không được làm nông, trồng rau ăn hay chăm cây tỉa cây, phải không? Xin thưa là đúng như vậy. Cho nên lúc mà sư đến một cái thiền viện thì rất là đẹp. Thì ở đó có cái ban gọi là ban trồng cây. Thì khi mà sư thấy các thầy trồng á, thì sư hỏi là các thầy trồng thì có xịt thuốc trừ sâu không? Các thầy nói có. Xịt thì mà mình xịt thì với suy nghĩ là mình hy sinh để cho huynh đệ mình có rau để ăn. Thì sư nghĩ ở trong bụng là tại sao á mình vì việc mà mình vì kiêng việc Phật không cấm, tức là mình kiêng cử cái chuyện mà Phật không cấm, tức là Phật đâu có cấm cái vụ mà ăn là có cá thịt đâu, Phật không có cấm. Tại sao vì kiêng cái việc Phật không cấm mà mình lại đi làm cái việc Phật cấm? Tức là cái chuyện Phật cho thì mình không làm, mình kiêng mình cử mấy đó. Còn cái chuyện Phật không cho, Phật cấm làm thì mình lại đi mình làm. Tức là cuốc đất nè, trồng cây nè, xịt thuốc trừ sâu nữa chứ. Rồi sau đó là thu hoạch, rồi nấu ăn. Thì cứ mỗi một việc như vậy thì đều là những việc Phật cấm hết. Thì sư thấy không ổn.